Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hoàng Trọng Thuật và trở lại video ngày hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn cách để chúng ta xóa một cái tài khoản Facebook cá nhân của chúng ta ở trên điện thoại iPhone các bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Thì để làm được điều đó thì chúng ta sẽ phải đăng nhập vào cái tài khoản Facebook của chúng ta ở trên điện thoại iPhone. Sau đó thì ở trên cái giao diện này chúng ta sẽ nhấp trực tiếp vào tab menu ở góc dưới bên tay phải các bạn nhé, nhấp vào đây tiếp tục thì các bạn đang nhìn thấy ở đây là cái giao diện menu thì ở đây chúng ta sẽ thấy được một cái biểu tượng bệnh răng ở góc trên bên tay phải chúng ta sẽ nhập vào đây rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ nhập vào meta trung tâm tài khoản chúng ta sẽ nhập vào ở khu vực này nhé rồi sau khi mà chúng ta nhập vào trung tâm tài khoản ấy, thì chúng ta sẽ vuốt xuống bên dưới và chúng ta sẽ thấy được cài đặt tài khoản này thì trong mục cài đặt tài khoản ấy, chúng ta sẽ thấy được mục thông tin cá nhân mà nếu như các bạn đang để giao diện tiếng anh thì nó là personal detail các bạn nhé chúng ta sẽ nhập vào đây rồi ở đây thì bạn sẽ thấy được thông tin liên hệ này ngay sinh này xác nhận dân tính này thì ở đây các bạn sẽ nhìn xuống dưới tab dưới thì chúng ta sẽ thấy được là quyền sở hữu và kiểm soát tài khoản ở đây chúng ta nhập vào quyền sở hữu và kiểm soát tài khoản nhé. Rồi ở đây bạn sẽ thấy được cái dòng thứ hai đó chính là vô hiệu hóa hoặc xóa. Chúng ta sẽ nhập vào đây. Rồi ở đây bạn muốn xóa tài khoản nào chúng ta sẽ nhập vào tài khoản đó. Ví dụ ở đây mình đang muốn xóa tài khoản Facebook. Mình sẽ nhập vào Facebook. Rồi ở đây nó sẽ có hai cái tùy chọn để chúng ta xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản. Đầu tiên là tùy chọn vô hiệu hóa tài khoản. Thì đối với tùy chọn này á, Facebook sẽ tạm thời là gì ạ à? là không cho thông tin của bạn được hiển thị ở trên Facebook cả mà Facebook sẽ lưu lại cái dữ liệu của bạn và khi nào mà bạn cần thì chúng ta sẽ mở lại cái tài khoản này thì đối với cách này thì tài khoản của bạn vẫn chưa bị xóa khỏi Facebook các bạn nhé rồi cách thứ hai đó chính là xóa tài khoản thì đối với cách làm này á, thì Facebook cho chúng ta là 30 ngày để chúng ta có thể khôi phục lại tài khoản và qua 30 ngày thì tất cả mọi cái thông tin của chúng ta ở trên Facebook đều bị xóa vĩnh viễn các bạn nhé ok thì ở đây nếu các bạn muốn xóa tài khoản facebook vĩnh viễn chúng ta nhập vào xóa tài khoản nhập vào đây sau đó các bạn nhấn vào tiếp tục rồi ở đây thì chúng ta có thể là nhìn thấy được là khi mà chúng ta xóa tài khoản của mình thì hệ thống cũng sẽ xóa hết tất cả những cái trang cá nhân à, cũng như tất cả những cái trang nào mà chúng ta đang làm quản trị viên hoặc là nắm quyền kiểm soát chúng ta cần phải xem xét lại cái này các bạn nhé ok sau khi mà chúng ta có cái thông báo này chúng ta vuốt xuống bên dưới và nhấn vào tiếp tục rồi, ở đây thì chúng ta sẽ cho uh, Facebook một cái lý do tại sao chúng ta xóa tài khoản của chúng ta các bạn nhé Ví dụ như đây là dân quá nhiều thời gian trên Facebook này. Sau đó nhấn vào tiếp tục. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào tiếp tục một lần nữa. Ở đây thì trước khi mà xóa bất kỳ một cái tài khoản nào ở trên Facebook thì họ sẽ cho phép chúng ta là gì ạ? Backup lại tất cả những cái dữ liệu hình ảnh và tin nhắn gì đó ở trên này về cái điện thoại của chúng ta để chúng ta có thể xem lại và sau cái quá trình này á mà chúng ta không khôi phục tài khoản thì chúng ta không còn liên hệ gì với Facebook nữa cả đúng không thì đây chúng ta sẽ cuồn xuống bên dưới và nhấn vào tiếp tục rồi thì cái bước cuối cùng đó chính là chúng ta cần phải nhập cái mật khẩu của Facebook của chúng ta điều này sẽ đảm bảo là chính chúng ta là người từ tái chúng ta xóa tài khoản Facebook chứ không phải là bất kỳ ai hack tài khoản Facebook của chúng ta hoặc là vào và xóa trộm tài khoản Facebook của chúng ta các bạn nhé ở đây thì bạn chỉ cần nhập mật khẩu vào và nhấn vào biểu tượng xóa là đã có thể xóa được tài khoản Facebook của chúng ta rồi. Ok, thì đơn giản là các bước làm như vậy thôi. Và nếu như các bạn thấy cái video này hay và hữu ích, đừng ngần ngại dân vài giây nhấn vào nút like video để ủng hộ kênh của Thuật nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.